Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin đầu tuần và bài nhận định và phân tích thời sự. Phần hai là tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin đầu tuần và bài nhận định và phân tích thời sự. Chính quyền Trump khiến đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh các công ty Trung Quốc chỉ mới đầu tư 12.3 tỷ đô la vào các nền kinh tế ở châu Âu và Bắc Mỹ trong nửa đầu năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2014 và chỉ bằng gần 1% so với năm ngoái, theo báo cáo của công ty luật Baker McKenzie SCMP đưa tin. Hơn thế nữa, theo báo cáo, Bắc Mỹ và châu Âu không phải là khu vực duy nhất chứng kiến sự suy giảm trong đầu tư của Trung Quốc Đầu tư ra nước ngoài trên phạm vi toàn cầu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong nửa đầu năm nay với số giao dịch mới được công bố giảm 60%. Theo SCMP, một trong những nguyên nhân chính lý giải cho sự sụt giảm lớn này là vì nhiều công ty Trung Quốc đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng khó khăn ở nước ngoài, đặc biệt là dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump, với nhiều hợp đồng lớn bị từ chối vì lý do an ninh quốc gia. Mỹ truy tố kỹ sư IT Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại một kỹ sư như Li Jiu Trung Quốc đã bị truy tố về tội ăn cắp bí mật thương mại của Mỹ từ người chủ cũ của mình, chính phủ Mỹ thông báo hôm thứ Năm, theo SCMP. Xu Dong Yao, còn được gọi là William Yao, đã bị cáo buộc chín lần ăn trộm các tập tin điện tử từ một nhà sản xuất đầu máy có trụ sở tại Illinois, Mỹ. Theo cáo trạng được gửi đi vào tháng 12 năm 2017, nhưng mới chỉ được tiết lộ trong tuần này Tuy nhiên, ông Giao hiện đã bỏ trốn và bị nghi ngờ đang sống ở Trung Quốc, các công tố viên cho biết. Bản cáo trạng nói rằng Giao trong vòng vài tuần được thuê vào tháng 8 năm 2014 và trong nửa đầu năm 2015 đã tải xuống hơn 3.000 tài liệu điện tử có chứa bí mật thương mại, bao gồm mã nguồn phần mềm, hệ thống kiểm soát được thiết kế để vận hành đầu máy của công ty mà Giao từng làm việc. Syria đánh bơm xe khiến ít nhất 11 người chết. Một vụ đánh bơm xe đã giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương nhiều người khác hôm thứ năm tại thành phố Afrin của Syria. Các nguồn tin y tế và từ các nhà quan sát nói với Reuters. Vụ đánh bơm xảy ra ở một con đường dẫn vào thành phố, giết chết nhiều người thường dân, bao gồm cả trẻ em. Nhóm giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh thông tin và cho biết thêm rằng ngoài số người chết còn có nhiều người bị thương trong đó có một số bị thương rất nặng, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Vị tướng do tổng thống Trump đề cử vào vị trí tham mưu trưởng liên quân hôm thứ năm, 11 tháng 7, nhấn mạnh mối đe dọa từ Trung Quốc và khẳng định Hoa Kỳ cần tiếp tục bảo đảm các tuyến đường thủy tự do ở biển Đông. Theo USNI, trong phiên điều trần trước thượng viện Hoa Kỳ để xác nhận chức vụ tham mưu trưởng liên quân, tướng Mark Milley cho biết Trung Quốc đang quân sự hóa các hòn đảo ở biển Đông họ đã có khả năng thực địa để gây ảnh hưởng các hoạt động trên bề nổi trong khu vực. Tướng Milley nói rằng điều quan trọng là Mỹ phải tiếp tục thực hiện các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Bằng cách đó, giới lãnh đạo Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ ở khu vực hiểu rằng Hoa Kỳ cam kết bảo đảm các tuyến đường thủy ở Biển Đông là tự do.